Phương Quỳnh kính chào quý khán giả của đài VNTV và Phương Quỳnh rất hân hạnh được ngồi kế cô Candice Hartley. Cô đến từ công ty SDG&E của San Diego và cô sẽ nói về một số chương trình mà của công ty SDG&E có. Và Phương Quỳnh muốn nhắn gửi đến quý khán giả là Phương Quỳnh sẽ giao lưu với cô bằng tiếng Anh và sau đó Phương Quỳnh sẽ dịch lại bằng tiếng Việt cho quý khán giả. Hi everyone and welcome back to VNTV. I'm Quinn and I'm very honored today to sit next to Candice Hartley and she from SDG&E. Hi Candice and welcome to VNTV. Hi, thank you for having me. SDG&E is San Diego Gas and Electric. It's an innovative San Diego-based energy company that provide a clean, safe and reliable energy to better the life of the people they serve in San Diego and Southern Orange County. SDG&E actually still knowledge that they're still challenging for the customer. Yeah. And they have multiple programs and services to help the customer to manage the energy bills and also support the energy need. Trước khi vào chương trình thì Phương Quỳnh có một số nét giới thiệu về công ty SDG&E. Công ty SDG&E là một công ty năng lượng sáng tạo có trụ sở tại San Diego, cung cấp nguồn năng lượng sạch, an toàn và đáng tin cậy để cải thiện cuộc sống của những người họ phục vụ tại San Diego và phía nam của quận Cam. Công ty SDG&E nhận thấy đây vẫn là một thời gian thử thách đối với nhiều khách hàng và công ty SDG&E muốn giúp đỡ. Hôm nay Phương Quỳnh sẽ để cô Candice nói về chương trình và dịch vụ giúp khách hàng quản lý đơn, hóa đơn năng lượng và hỗ trợ nhu cầu năng lượng của họ có. So I'm going to transfer to Candice to talk about the program that SDG&E have. Yes, of course. Thank you, Quinn. So we understand how difficult it's been over the last couple of years, especially in our finances, and SDG&E wants to help our customers. So whether that be pricing plans or bill discounts, we have those resources available, and I'm really excited to talk to you about them today. That's so great. Yeah. All right, so one of the examples of that is CARE. So CARE offers a 30% discount on your bill, and what we look at is the number of people in your home. This could be everyone in your home. We combine the income and look at that. Another way you can qualify is if you're in a public assistance program like CalFresh, SNAP, or WIC, you could be eligible to apply for this. And lastly, you may have applied in the past and maybe your situation has changed. And so we want to invite you to apply to see if you can get these benefits today. Phương Quỳnh xin tóm tắt lại những cái chương trình đầu tiên mà cô Candice mới vừa giới thiệu với chúng ta là gọi là chương trình CARE. Chương trình này khi mà quý vị đăng ký có thể giảm tới 30% hóa đơn điện của chúng ta. Và chương trình này người ta sẽ nhìn vào cái số income, là cái số thu nhập của nhà chúng ta và tổng số người tại ở nhà của chúng ta để coi là quý vị có đủ điều kiện cho cái chương trình CARE này không. Hoặc là những người nào đang ở trong chương trình gọi là CalFresh, SNAP hoặc là WIC, quý vị cũng có thể đăng ký vô cái chương trình CARE này. Cô có nói với Phương Quỳnh là có nhiều người ta sợ là người ta đăng ký hồi xưa rồi, bây giờ người ta không thể đăng ký lại. Thì cô nói không sao, quý vị có thể đăng ký lại và để coi quý vị có hội đủ điều kiện không ạ. So for those CARE program that you talk about, yeah. Is that any other program for people who not qualified for the CARE program? Yes, so when you submit your application through CARE, if you do not qualify for CARE based on your income and the number of people in your home, you may qualify for FERA, which offers an 18% discount on your bill instead, particularly your electricity. Câu hỏi kế tiếp mà Phương Quỳnh hỏi cho cô Candice là với những khách hàng mà không có đủ điều kiện để nhận cái chương trình CARE thì có cái chương trình nào khác hay không? Thì cô cho Phương Quỳnh biết có một cái chương trình khác ngoài cái chương trình CARE gọi là chương trình FERA. Nó cũng tương tự như cái chương trình CARE là người ta cũng nhìn vào cái tổng thu nhập của gia đình và cái số người sống ở trong gia đình. Nhưng mà cái thu nhập của cái chương trình FERA sẽ cao hơn. Và với cái chương trình FERA này thì quý vị sẽ được giảm 18% cái số bill, cái tiền điện của chúng ta. That's wonderful. So I have a question just outside of the box for yeah. the Vietnamese community. Of course. As a Vietnamese community, there's a lot of home. They live with multi-generation. Yes. Like, you know, parents live with their children and the kid. And most of the time, the yes. younger generation go to work. And they don't use a lot of energy at home. Mm-hmm. The older generation, like your parents, grandparents, stay at home, cooking, use all of the electric. And then they actually not in the name of the bill. So yes. they're not
directly a customer of SDG&E, mm-hmm. so they may fall through the crack, or is that any way that they can do or program they can use for it? Yeah, so that's a really good question. So we recognize that every home looks different. And so in those eligibility requirements, we don't just look at the account holder, we look at everyone in your home and the money that's being brought in from everyone. So if you have someone who's bringing in income, someone staying at home cooking, doing the work and using electricity and gas, they can still apply with that combined family income and possibly be eligible for this discount or FERA. That's so wonderful to know, because maybe not a lot of people know, and they may think, oh, I need to be on the bill, or like my name on the bill to apply or to be qualified for it. Yes, of course. Có một cái câu hỏi mà Phương Quỳnh hỏi cô Candice là cái này Phương Quỳnh nghĩ là nó rất là phù hợp với người gọi là châu Á hoặc là người Việt Nam của chúng ta, là trong người của chúng ta là mình ở gọi là nhiều thế hệ ở chung một nhà, giống như ông bà, cha mẹ, con cái ở chung một nhà. Thì khi mà những người gọi là người trẻ người ta đi làm, hoặc là những đứa bé người ta đi học, thì ở nhà chỉ còn lại những người lớn tuổi giống như ông bà, thì ông bà là sẽ là người xài giống như là cái nguồn điện nhiều nhất ở trong nhà, tức là nấu ăn ở trong nhà, xài máy lạnh những khi mà trời lạnh, trời nóng, hoặc là xài máy sưởi, nhưng mà họ không đứng tên ở trên cái bill, những cái tên hóa đơn tiền điện, thì họ không phải là khách hàng trực tiếp của công ty SDG&E, thì họ có được gọi là đủ điều kiện để tham dự cái chương trình, một là đăng ký cho cái chương trình CARE hoặc là FERA hay không, để coi cái chương trình nào họ hội đủ điều kiện. Thì cô cho biết rằng cái chương trình CARE hoặc là FERA, hai cái chương trình đó nó nhìn trên tổng income của tất cả những người sống ở trong nhà, cho nên quý vị không cần phải đứng tên ở trên cái hóa đơn tiền điện, mà quý vị vẫn có thể đăng ký. Ví dụ như là một người con gái người ta đi làm mà ở chung với bố mẹ, ông xã này nọ, thì người ta vẫn nhìn vô là ở nhà cô đó đây có bao, tổng cộng là 5 hay 6 người, thì cái số thu nhập của cái nhà đó là bao nhiêu, thì sẽ dựa trên cái số thu nhập đó cho cái chương trình, chứ không cần là quý vị phải đứng tên ở trên cái hóa đơn tiền bill. And that's a wonderful two program that you talk about, how to save on the bill. Is that any program save on the electricity or like the energy use? Yeah, so if you automatically, if you qualify for CARE or FERA, you can qualify for what's known as the Energy Savings Assistance Program. So a lot of people don't know that beyond these bill discounts, that a lot of your appliances, if they're outdated or maybe an older type of light bulb, it may actually be raising your bill prices without you knowing. So what ESA is you have someone come out to your home and look at small things like your light bulbs, all the way up to your refrigerator and your air conditioning unit. And if they're older and they're taking a lot of energy, it's possible you can get them switched out for newer, more energy efficient appliances, which will not only help the electric grid in all of the region, but also will save you money on your bill as well. For the people who come to the house to check, is that any fee that they apply for it? No, there's no fee with that. So once you find out that you're eligible, the contractor will come out, you just speak with them, and they will come review your home at no cost, and then from there tell you what upgrades you're eligible for. That's so wonderful yes. to know. And you mentioned that they go apply. How can they apply for those programs? Yes, so it's actually very, very simple to apply. You can apply online through the mail, or if you'd rather speak with the person, you can give us a call. Okay, that's so wonderful. Ngoài hai cái chương trình CARE và FERA vừa trên là hai cái chương trình để giúp chúng ta giảm hóa đơn tiền điện, Phương Quỳnh có hỏi cô là có cái chương trình nào mà để giúp chúng ta gọi là sử dụng cái nguồn điện hoặc là cái nguồn năng lượng một cách tích cực nhất hay không, thì cô nói là có một cái chương trình gọi là SAE, là chương trình Energy Saving Assistance. Thì cái chương trình này khi mà quý vị đăng ký vô chương trình, nếu mà quý vị hội đủ điều kiện, thì công ty SDG&E sẽ gửi người tới nhà của quý vị và xem tất cả những cái hệ thống điện trong nhà quý vị, giống như là bóng đèn, tủ lạnh, hoặc là cái nhiệt kế để đo nhiệt độ trong nhà của quý vị, coi là quý vị cần phải đổi những cái gì không.
Và cô có thể nói là giống như bóng đèn của chúng ta, nếu mà chúng ta xài bóng đèn thường thì rất là hao điện, có thể thay bằng cái bóng đèn gọi là bóng đèn LED light, hoặc là nếu mà tủ lạnh của chúng ta quá cũ thì cũng có thể là tăng cái tiền điện của chúng ta. Cho nên là khi mà họ xuống tới nhà của chúng ta, họ coi thì họ sẽ đưa cho mình một cái gọi là một cái list là mình cần phải sửa những cái gì trong nhà để có thể tiết kiệm điện. Và Phương Vinh cũng có hỏi là khi mà người ta xuống nhà mình coi như vậy thì mình có phải là trả tiền cho người ta hay không? Thì cô có nói là hoàn toàn là miễn phí, nếu mà quý vị hội đủ điều kiện thì công ty SDG&E sẽ gửi người tới và họ sẽ gọi điện cho quý vị, làm hẹn và xuống nhà quý vị để coi những cái thiết bị điện ở trong nhà. For all of those three programs you mentioned earlier, do people have to actually own a home to qualify for it or apply for it? No, not at all. So whether you're applying for CARE, FERA, or the Energy Savings Assistance Program, you do not need to own a home. You can rent also. Okay. That's really wonderful news, because I know there's a lot of Vietnamese audience. They was like, oh, I shouldn't be applied because I'm not actually own the home. Yes. And then I just renting, which is they scared. But you here today explain all of those is really great for the audience to know. Well, happy to explain it. And we just want to invite anyone who needs this type of assistance to apply, regardless of your living situation or the number of people in your home, apply, because you could be eligible for this. Can you please share some tips on how to save energy? Yes, of course. So during the hours of 4 to 9 p.m., that's when all of us come home from work, kids come home from school, and most of us are in our home. And that's when you see a lot of people using energy, and your prices can go up on energy during that time. So we recommend using your large appliances or even your air conditioning before 4 p.m. and after 9 p.m. when those prices aren't so high and the usage isn't so high. Another thing you can do is to keep your home cool during the day, so closing your blinds to block the heat of the sunlight and keep you fresh in your home. And then lastly, taking a look around your home and seeing if you can make small changes, like replacing light bulbs with LED light bulbs that are better for the environment and also can help with those costs. That's really wonderful tips that people can apply and they can see a change on their bill, right? Yes. So just those small changes in these programs will help. So if you would like to apply again, it's fast and simple to apply. And you can also call 211 to speak to someone in person. Hai câu hỏi cuối cùng mà Phương Quỳnh dành cho cô Candice. Cái câu hỏi mà Phương Quỳnh nghĩ là nhiều người đang muốn biết nhất là những cái chương trình đó thì quý vị là không phải người nào của chúng ta cũng là gọi là home owner, tức là mua cái nhà, đúng không ạ? Khi mà chúng ta qua Mỹ do cuộc sống thì có rất là nhiều người là đang giống như mình đi thuê nhà hoặc là thuê những cái chung cư. Thì khi mà mình đi thuê như vậy, mình có đủ điều kiện để có thể đăng ký cho những cái chương trình đó hay không? Thì cô Candice nói là chúng ta có thể đăng ký. Cái chương trình này là gọi là cho tất cả mọi người. Quý vị không cần phải giống như là phải gọi là mua một cái nhà để có thể đăng ký cái chương trình này. Quý vị có thể đi mướn, vẫn có thể đăng ký. Miễn sao là người ta chỉ nhìn dựa trên cái income, là cái thu nhập của mình thôi ạ. Chứ không cần phải là mình phải mua cái căn nhà này hoặc là mình phải đứng tên trên cái căn nhà này. Và một cái câu hỏi nữa là Phương Quỳnh hỏi cô là cô có thể chia sẻ cho chúng ta một số cái gọi là cái tip nhỏ nhỏ của cô làm sao mà mình có thể gọi là tiết kiệm nguồn điện mà mình xài trong nhà được không? Thì cô chia sẻ những cái rất là hay, tức là cái thứ nhất là hồi nãy giống như cô cũng có nói là thay cái bóng đèn, đúng không ạ? Những cái nhỏ nhặt trong nhà như là mình thay cái bóng đèn qua bóng đèn LED thì cũng có thể gọi là tiết kiệm nguồn năng lượng. Và cô nói là thí dụ mà những người mà ở nhà thì nên xài điện trước 4 giờ chiều và sau 9 giờ tối. Cho nên quý vị mà có thể nấu cơm hoặc là này nọ thì những người lớn ở nhà thì có thể tranh thủ làm những cái việc đó trước 4 giờ chiều và sau 9 giờ tối. Tại vì cô nói là cái khúc 4 giờ chiều và 9 giờ tối là mọi người đi làm về, những trẻ em đi học về, tức là cái nguồn điện xài nhiều nhất ở trong ngày, đúng không ạ? Cho nên là mình có thể mình tránh cái thời gian đó ra xài trong ít nhất mà mình có thể, để mình có thể tiết kiệm điện trong cái thời gian đó. Rồi cô có thể nói là giống như vào những ngày nắng thì mình sẽ giữ cho cái nhiệt độ trong nhà của mình lạnh là bằng cách mình đóng hết những cái màn cửa lại hoặc là những cái rèm cửa lại cho nó hơi tối, thì mình sẽ giữ được cái nhiệt độ nó lạnh ở trong nhà thì mình không cần phải bật máy lạnh ạ.
Ngoài ra cô có nói là quý vị có thể gọi cho gọi là cái công ty gọi là 211 là cái số 211 của quý vị để biết thêm thông tin về công ty SDG&E. Phương Quỳnh xin nhấn mạnh một lần là khi mà chúng ta đăng ký cho cái chương trình của công ty SDG&E là công ty có nói cho Phương Quỳnh biết là những thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ không được bán ra ngoài, cho nên là quý vị không phải lo về lộ thông tin cá nhân của mình khi mà chúng ta đăng ký cho chương trình của công ty SDG&E. Thank you so much for all of those tips. Thank you so much for having me, Quinn. I really appreciate it. And we look forward to hopefully people applying and taking advantage of these programs and services that we want to offer them. Thank you so much for watching, and we will see you next time.